Dạ, xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTV. Hôm nay là ngày thứ hai 25 tháng 1, cô chú anh chị. Trang xin kính chúc cô chú anh chị có một ngày, một tuần mới làm việc thật là vui, tràn đầy năng lượng nha. Dạ, hôm qua ngày thứ bảy chủ nhật thì Trang cùng với lại anh Khương Dừa cùng các bạn trong ekip chương trình Học Để Đổi Đời đã quay hình tập 3 của gia đình và bé Kiều và bé Trung. Dạ, hai bé đã xuất sắc trả lời được kha khá câu hỏi của anh Khương Dừa. Còn được bao nhiêu câu thì Trang sẽ tiết lộ với cô chú anh chị sau nha. Hiện giờ là Trang đang ở trên đường Cách Mạng Tháng 8, địa chỉ là số 113 Cách Mạng Tháng 8, là ngay trước Coleman Phước Mạc luôn của anh Coleman. Có mượn được anh Coleman, xin phép anh cho mượn cái mặt bằng của bên Coleman Phước Mạc để bán sầu riêng. Thì sáng giờ Trang với Phương làm cái chuyến xe lưu động sầu riêng Khương Dừa. Dạ, cũng bán được một ít rồi. Bây giờ là lên xe tải để xuống hàng thêm. Đây, bây giờ Trang phụ Phương với lại hai anh cắt. Hôm nay có nhờ thêm hai anh cắt. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem kênh của chị Trang LTV. Đây, để gắn lại cho Phương nha. Cái chân lộn cái. Đây, đó, cái này trên cùng là của Phương. Dạ, bây giờ là xuống sầu riêng thêm. Ủa, xuống bên trái hả? Chắc lấy cái rổ ha. Lấy cái rổ đi, chuyền đi. Chuyền mình nè. Lấy cái rổ chứ anh chuyền đường trái rồi giờ. Chuyền nè. Đây, để xuống hàng phụ mấy bạn. Trời, công việc em nặng nhất luôn á. Công việc em rất là nặng luôn, em chỉ chỉnh cửa thôi nha. Ủa, mình chuyền đường trái đi bao giờ xong mọi người? Tết. Giang ở đây đứng đi nha. Ủa, giờ đang không có khách mà, đứng ở không làm gì. Tại vì hôm nay là chuyện không gấp quá, thành ra là có nhiều cô chú anh chị cũng chưa có biết được cái thông tin là hôm nay sẽ làm cái chuyến xe lưu động. Đây, cô chú anh chị nguyên một chiếc xe tải chở sầu riêng luôn. Hôm nay là định mang đến mấy tấn xuống luôn á. Một bé sầu riêng vận chuyển từ miền Tây đến cửa hàng rồi sau đó chuyển xuống. Ủa, Sài Gòn cô chú anh chị. Lấy rớt hả? Dạ. Có mấy trái là nó chín luôn rồi nè. Tại vì trong xe tải nó nóng quá. Ôi, cái mùi. Ừ. Dạ, trái này nó chín luôn rồi nè. Đây sầu riêng bị bạch tạng á, sao chẳng cười. Vàng khè luôn. Anh mà rất nặng. Ê, ông thích đứng đó hổng xỉu á. Nghe cái mùi hồi nó xỉu á. Anh chừng rớt đầu nha Tiên. Thôi giờ sao Tiên chui vô vậy? Rớt kìa. Lụm. Hôm nay thì cửa hàng Trang sẽ bán tại thành phố Biên Hòa chỉ trong duy nhất ngày hôm nay thôi, bán từ sáng 7 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ tối. Còn ngày mai, ngày thứ ba 26 tháng 1 thì Trang và Khương bé Phương sẽ xuống bán tại Vũng Tàu. Dạ, là xong là sẽ kết thúc cái chuyến đi chuyến xe lưu động này. Đến này tạm kết thúc thôi. Rồi đến ngày thứ tư là Trang cùng anh Khương Dừa cũng như các đệ tử sẽ đi phát quà ở miền Trung, nên là chiều tối nay về Sài Gòn là cho em phải tiếp tục đi mua cái món quà bánh kẹo cũng như là đi nhận hàng chất lên xe tải để chuẩn bị quà cho miền Trung trong chuyến sắp tới. Sáng giờ bán thì cũng có các cô chú bản lai mình đi ngay một đường đây nè. Ở đây cái con đường này cũng khá là đông. Giờ mình chất chồng lên đống cao luôn đi, cho nó ra bớt chứ để thôi em sợ nó hầm quá nó chín hết luôn á. Ở cái mùi chị không nổi luôn. Ở trong cửa hàng ở chính là đã thấy rồi. Mượn anh tài xế dịnh cửa giùm em đi cho bé Tiên nó bán cái. Có khách tới rồi. Móc kìa, không tin quá, nó móc sao được. Đây có anh mấy chị khách. Ấy chưa chị? Dạ anh Khương chưa tới. Dạ. Ấy chưa chị? Cô mà anh Khương quá mê chở luôn. Đây, anh Khương đây. Dạ, tại anh chào trà sữa nữa. Dạ, anh cảm ơn chị. Anh nhắn từ sáng 11 giờ anh tới mà chắc đi đường xa quá nè, chưa tới. Dạ. Dạ, chị thẳng vô giùm em nha. Để chị kiếm chỗ đậu xe rồi. Dạ, anh nhớ đậu bên này được nè chị. Ủa, bỏ qua giai đoạn hả? Dạ, bên chắc trái bên này nè. Đây em dịch cho. Dạ. Anh nhờ chị. Dạ, chị chạy xe lên đây luôn đi. Để cho bác về cho. Dạ không, giờ tụi em bán á. Tụi em mới bán hết một đợt sầu riêng rồi, giờ tụi em xuống hàng tiếp. Dạ, chứ giờ là tụi em đang bán luôn á. Trái 170 hả? Trái dạ, rồi. Dạ đúng rồi, trái thì tụi em 170 ngàn một ký một trái. Còn cơm sầu riêng thì là 570. Còn nếu mà cơm có khui sẵn rồi là 495 ngàn. Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ, giờ sầu riêng cuối mùa rồi. Giá nó sẽ hơi cao một xíu. Dạ Hương về có nguyên gia đình anh chị không biết đi từ đâu qua mà đi xe mang lại cho trà sữa. Để xin hỏi thăm chị ơi, chị ở đâu ghé? Dạ. Dòng qua đây nè chị. Ổng đeo bao tay không ai nói luôn, không ai nói luôn. Mới vô xách cái bao tay luôn á, mới
Dạ vâng, cảm ơn bà Như Trâm rồi. Dạ. Ơi. Bị thương rồi đó. À, cứ bị thương mà tại vì nghe tin. Dạ. Dạ, nhưng mà nghe tin anh Thương xuống là hôm nay đi không à. Dạ, đúng rồi bà ngồi. Dạ, đắt đắt về anh. Đúng rồi bà ngồi. Dạ. Em mời chị em bé ra đây ngồi nè em bé. Dạ, nè, em bé ngồi đây nè. Em bé ngồi đây nè. Dạ, em bé ngồi đây nè. Dạ, con uống nước chưa? Uống nước chưa? Dạ. Dạ. À, biết biết trà sữa đó là ăn cua. Thôi là coi như kênh em với kênh của Phương Trời Xa Xí Lạ là không có bỏ. Dạ. Không sao, không sao. Chị biết trà sữa thích ăn cua. Chị mang cua tặng cho trà sữa. Dạ. Bà khói cua mà. Dạ. Bà khói hết. Dạ. Đúng rồi, xe anh Khương đó. Dạ. Anh biết xe anh Khương. Vâng. Vậy fan ruột nha, vậy là fan ruột của anh Khương luôn. Biết anh Khương. Hôm nay là anh tài xế hỗ trợ phụ xuống sầu riêng luôn. Quăng được không anh? Quăng kìa. Quăng kìa. Nguyên gia đình mê Phương Trường mà mấy năm trời quá. Dạ, anh Khương mới xuống nè. Anh đợi xíu nha. Tới luôn hả? Dạ, anh Khương mới tới luôn. Tay mà bà tối ngày bữa câu về đi kiếm Phương Trường, tao chụp tấm hình. Dạ, cô đó hả anh? Dạ. Bà cô á, bà á. Dạ. Bà về một tay một chân á. Tao lấy chụp con. Sao chạy hơi, chạy hơi đồng nghiệp bà. Dạ. Nghe hả? Hay là kiếm chỗ đậu ta? Không phải. Anh phải xuống xe chứ. Thôi vậy đâu kiếm chỗ đậu xe rồi. Dạ, anh chạy lên trên kia rồi chắc từ từ anh đi xuống. Đậu đây nè, tôi mới đậu ra, tôi lười quá. Mới đậu xe nè, kìa, ông xe nè. Do cái địa điểm ở đây là chỗ cấm dừng cấm đậu á, thành ra là xe tải phải ăn gian tí xíu để xuống hàng liền. Sáng tụi Trang bán được một ít rồi, bây giờ mà bán thêm nên là phải xuống hàng tiếp. Tại bình thường á bán hàng ở cửa hàng sầu riêng chính là nghe mùi à. Đã hết mua quần áo nọ rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Phương thật trai xíu lạ mà là em. Anh thấy bé Phương với em ở ngoài sao? Ở ngoài dễ thương hơn. À, ở ngoài dễ thương hơn trong hình hả? Dạ, cảm ơn anh. Đắt được rồi đó. Dạ. Biết sao không coi tụi em đi chung với Phương Trường, đi chung miền Tây như đầy đủ. Dạ. Dạ, mua thì ngay ông nói em ơi. Trời ơi, Phương chạy xa xí lạ ngoài đẹp trai lắm. À, đi nghe mày. Coi mà không biết là. Hồi nãy anh kêu tớ, bảo vệ mới tiền anh á. Dạ. À. Khi nào mà vừa tới á. Lúc em chưa xuống, sáng chỉ có bé đây thôi à. Dạ. Em chưa xuống. Bỏ đi cả nửa tiếng hồ đó. Cái thấy là anh chị bật TV lên thấy. Dạ, là đi nghe. À, thấy em xuống là chị dọn anh luôn á. À. Em mặc đồ đi lên đi. Dạ, cảm ơn. Sáng nay rồi, sáng trong khu, trong vòng tay Nguyên Biên Hòa này anh biết anh á. À, vậy là anh này là vận chuyển cua của thành phố này. Anh là, dạ. Là cái dạng là chuyên là bỏ bối cua. Dạ. Ở Biên Hòa này em biết anh đó, hỏi được cua em biết. Dạ. Anh có mặt cái mặt bằng lớn lắm. Dạ. Mà ở ngoài mặt tiền luôn á. Dạ. Gặp anh Phương để mà hợp tác. Dạ. Tại vì anh làm cua cũng sáng xíu à. Dạ. Hợp tác cho ông không cũng được. Dạ anh đợi xíu thôi, chắc anh đang đi bộ xuống quá. Anh chỉ đi giao mối thôi, nhà hàng, tất cả nhà hàng. Em lấy mấy cái chính. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Anh chỉ là nói gặp ông Phương vừa với ông Coleman đó muốn hợp tác mở cửa hàng luôn, nhưng mà tôi không biết được biết bằng gì hết. Dạ. Cho nhân viên bà ông bán luôn. Dạ. Tôi làm xíu không được ra đó. Cái đường nguy hiểm. Dạ, Trang xin phép nhắc lại cô chú anh chị đây. Hôm nay thì Trang với Phương đang ở chuyến xe lưu động chương trình bán sầu riêng của anh Khương Dừa. Hôm nay thì chỗ chuyến xe lưu động của anh Khương Dừa sẽ bán tại Biên Hòa, nằm ở số địa chỉ là 113 đường Cách Mạng 28, ở đối diện trường tiểu học Quang Vinh luôn cô chú anh chị. Cũng rất là dễ tìm. Dạ, chị thấy là đây ngay cái góc ngã tư luôn thì xe đi lại rất là đông. Dạ, thì hiện giờ là tụi Trang đã xin phép anh Solomon để bán ở trước phút mạc của anh Solomon ở Biên Hòa. Ngày mai thì sẽ bán tại phút mạc tại Vũng Tàu. Thì địa chỉ chính xác thì Trang xin phép xíu rõ, Trang sẽ ghi bình luận với lại Trang sẽ chạy cái phụ đề nha. Dạ. Hôm nay là mình mang số bao nhiêu tấn sầu riêng xuống? Hôm nay mình mang 1,5 tấn. Dạ, hôm qua là một mình bé Phương ở Bình Dương là bán được khoảng 500 kg rồi. Hôm nay hai chị em quyết tâm. 3 người. Dạ, hôm nay là 3 người. Hai mình là mỗi người 500, anh Thương là 1 tấn. Là 2 tấn, tức là em bán cái này tới 3 giờ chiều hết. Em quay về Sài Gòn em chở lên tiếp tục 1 tấn nữa. Dạ. Đang tưởng tượng cho vui. Là bán không hết là không về nha. Bây giờ bán không hết là không về. Yeah. Giờ là xuống hàng được một ít rồi. Giờ anh sẽ tải, anh sẽ đi kiếm chỗ đậu. Rồi xong xíu nữa là khi nào hết hàng á
mình sẽ gọi điện cho anh để anh quay lại. Dạ. Sư phụ nãy giờ lâu quá ta, đi bộ xuống. Anh Phương không? Hay là anh Phương không biết chỗ vậy? Em sợ anh Phương không biết chỗ quá à. Sao không biết được, mình chụp ngay góc ngã tư. Là anh quẹo sẽ dừng lại, anh Phương chứ. Em gọi thử anh coi. Em gọi anh Phương thử. Nãy giờ điện thoại em có, anh có gọi em không? Không biết nữa. Em không có cuộc gọi nhỡ. Thì đó không phải xe ảnh á. Ủa phải không ta? Mà chiếc xe giống quá ha. Cũng hơi uổng nha, tại vì hôm nay hai anh hôm nay anh Phương sáng lúc đầu là định là ghé xuống sớm luôn cùng với Trang với Phương, nhưng mà do sáng nay anh Phương có lịch đóng phim gấp, đóng phim sớm nên là anh không có xuống kịp. Anh đi chưa anh? À dạ rồi, dạ rồi, dạ dạ anh tới rồi mà anh đói quá cho nên anh ăn trước anh quay lại. Tại sáng nay anh đi đóng phim, hôm qua là hai anh em đi An Giang để quay chương trình Học Để Đổi Đời đó, nhưng mà xa quá, xa là xa luôn, đi 7 tiếng đồng hồ, về là 11, 12 giờ rồi, xong sáng nay lại đi sớm. Dạ. Cái này bao nhiêu ký? Dạ 170 ngàn một ký à. Còn cái khui sẵn thì sao? Dạ khui sẵn là 495 ngàn. Khui sẵn thường thường là 570, hôm nay em giảm giá đó chị, là 495. Cái cơm nó sẽ tiện hơn á, em lấy cho chị coi cơm thử nha. Hơi khui, hơi khui. Dạ đúng rồi, dạ đây. Cái dụng hộp này thì là 196 ngàn nè. Cái này là hộp thì 200. Dạ đúng rồi, hộp nhỏ chị. Nhà chị có khoảng nhiêu người? Nhiều người ăn được sầu riêng. Cái này em chưa cân, để em cân lên cho. Bỏ chị này đi. Dạ để chị em mở ăn cắt ra cho chị ăn thử nha. Cái này thơm hộp này. Cân giùm em đi. Sáu trăm rưỡi gram. Sáu trăm rưỡi gram bà ơi. Dạ cái này là 322 ngàn à. Dạ 322 ngàn. Dạ hôm nay á, thì cửa hàng bán một trái sầu riêng đơn giá sẽ là 170 ngàn một ký một trái. Dạ còn nếu mà cơm mà khui ra sẵn á là hôm nay có giảm giá, bình thường là 570 thì sẽ là 495 ngàn một ký một trái. Dạ đây có anh tới mua. Dạ em cho anh. Dạ em cắt ra. Anh có biết cái cửa hàng em trước đây chưa? Dạ hôm nay anh đi ngang qua anh thấy hả? Chạy qua anh thấy. Dạ dạ. Sầu riêng của tụi em á, trái là 170 ngàn một ký một trái. Còn nếu mà mình mua cơm sẵn á thì hôm nay tụi em giảm giá cơm là 495 ngàn. Dạ thì anh lựa trái rồi tụi em khui ra cho anh ăn thử, được thì mình lấy. Em lựa đi, cái nào ngon? Dạ anh ăn liền ha. Dạ 322 ngàn 18. Dạ ngon chứ, anh cắt cho tụi em trước giờ rồi. Dạ lấy cái này anh ha, để em cân thử cho anh bao nhiêu. Có ai có 20 ngàn không cho em mượn? Dạ trái này của mình là 1 ký 9 à. Dạ em khui ra cho anh luôn nha. Dạ thêm một trái nữa. Cho chị đổi đi. Mấy tờ 20. Dạ trái này là 2 ký 4. Ký 9 với 2 ký 4 anh ha. Dạ rồi đi, giờ quay khui sầu riêng cho anh nè. Ủa sao để cái này trong này hồi quên bóc vô. Ký 7 nha. Em gửi anh 11 ngàn, em cảm ơn nha. Dạ ở miền Tây ạ, ở Cái Bè Tiền Giang anh. Em chào chị. Dạ sầu riêng nguyên trái là 170. Còn cơm sầu riêng hôm nay em đang có chương trình giảm giá từ 570 còn 495. Trái này của là trái nhỏ rồi đó, trái ký 7 á. Dạ một ký cơm như thế này nè chị. Cái vụ hộp này đi, hộp này là 196. Dạ em gửi anh. Dạ mua sẵn 7 hả? Dạ còn mình mua trái là 170 ngàn đồng một ký. 177 à. Dạ 1 ký 7 170 ngàn là 289 ngàn ạ. À. Còn sao mua lại cầm hạ giá hả? Dạ không, đây là cái logo của bên em. Thì trên đây có số điện thoại á, sau này anh mua thì tụi em có thể gửi về. Thế nha chị. Cầm lại hạ giá. Tích điểm. Vậy sẽ được hạ giá nhưng mà anh phải mua nhiều lần mình tích điểm vô. Dạ em cảm ơn anh nha. Cảm ơn dạ. Anh ạ. Ở đây thôi một chị khách. Thế nha chị. Giữa sầu riêng hả chị? Dạ. Dạ.
chị đi ngang thấy cửa hàng em mà hay là chị biết em lâu rồi chứ mà chưa có dịp đến Sài Gòn mua. Dạ ấy là chị biết cửa hàng em. Dạ, chị hay xem cửa nhiều hả? Hay xem của tất cả luôn. Ồ, chị có xem kênh tụi mình là Phương. Yeah. Ủa, ủa chị Biên Hòa luôn hả chị? Mình Biên Hòa giáo viên, mình dạy ở dưới trường Nguyễn Linh ngay chỗ Vinh Com á. À dạ, đây, đây em mời chị vừa mới thử luôn. Vừa mới cho học sinh ngủ xong rồi cái mở lên thấy thấy không phải là bán luôn. Dạ đúng rồi. Mới bảo thấy Biên Hòa, muốn biết Biên Hòa ngày nào bán thôi. Vừa mới bảo Biên Hòa có là tranh thủ chạy lên mua. Vậy là chị bỏ dạy phải không? Bỏ dạy chạy qua phải không? Chứ rồi lễ búp lên vậy rồi hiệu trưởng thấy có sao không? Có sao không? Đang trong giờ em úp lên vậy có sao không? À, không có gì đâu, mình dạ. Đi học mà, ghé tìm ghé mua. À dạ. Cái nào nhiều muối nha. Dạ, đây, lựa lựa quay em cắt lựa lên mắt. Thôi cho đi cái này, ghép ở đây. Dạ không, để anh khui ra cho chị, tại vì ở ngoài nhìn nó xấu á, nhưng mà cắt là không sao đâu. Dạ, trái này 2 kg em khui ra luôn ha. Dạ. Trái này chứa nhiều cơm lắm á chị. Bên này nó nét mà nó đẩy cái cơm qua bên này. Đây có mà sầu riêng hồi sáng em có khui ra sẵn nè, em mời chị ăn. Thôi được rồi, tại vì dạ. Mình sắp đi học á. Dạ. Ăn có cơm có vui. Dạ. Có được em. Ăn một miếng lúc chờ anh Phương vừa à. Dạ. Dạ với cô nè bé ăn miếng. Dạ có ăn miếng. Dạ. Dạ có ăn miếng, có ăn miếng bự lên đi, lâu lâu ghé qua ăn sầu riêng. Dạ. Đây em bé, mời em bé. Tất cả. Ăn thử sầu riêng đi. Hôm nay chị Trang mang từ Sài Gòn xuống Biên Hòa mời luôn. À nào xem đi nha. Ngại á, gặp cô Trang ngoài đời ngại hả? Hay xem á. Mất cỡ. Dạ, mời cô ăn nha. Dạ, ăn thêm không chị? Đúng rồi, em mời anh. 34 ngàn. Dạ, ăn thử miếng sầu riêng. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Ngoài đẹp quá. Em cảm ơn anh. Dạ, mời chú. Dạ, dạ cũng mời chú. Đừng ngồi đợi anh Khương. Chú thương lắm cô chú anh chị. Sáng sớm là chú đã tới chỗ bán sầu riêng rồi. Mà sáng em Khương chưa tới, lúc đó Trang với Phương là 7 giờ hơn á, Trang với Phương xuống thì chú nói là chú đợi sáng giờ luôn. Mà Trang nói là khoảng 11 giờ anh Khương mới tới, thành ra chú đi một xíu rồi chú quay lại. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Chú là khán giả có người nhà ở nước ngoài xem kênh anh Khương. Nên nhắn với chú là ra chụp tường hình tấm hình xong rồi gửi cho người nhà đó không chú? Cảm ơn. Dạ, 4 người đều xem kênh anh Khương, quý anh Khương luôn. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Rồi. Hôm nay là mang đến 1 tấn sầu riêng lận nên là cố gắng trong hôm nay là phải bán hết luôn. Mà sáng giờ cô chú mua ghé đi dọc đường á, mua cũng nhiều lắm. Tụi Trang nó in sẵn những cái bảng như thế này nè để cô chú đi ngang có thể thấy được nha. Dạ. Chào cô. Dạ, cô mua sầu riêng hả cô? Dạ, đây con mời cô ăn thử sầu riêng. Dạ đây là hộp con mới cắt ra nè, cắt nhỏ để mời các cô chú ăn thử. Dạ. Dạ mời cô. Chú đi chung với cô hả? Dạ. 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 Bên con bán sầu riêng với lại bưởi hả chú? Cô mua nguyên trái hay là cô mua sao dạ, cô? Sầu riêng á thì hôm nay trái là 170. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Thì cái đó trái của cô hả? Bên kia. Dạ, vậy con lựa cho cô trái nhỏ ha. Dạ trái nhỏ thôi. Dạ mình cô. Dạ lấy một trái nhỏ. Cô nhà ở gần đây hả cô? Ở Biên Hòa gần đây luôn. Dạ. Cô đi dọc qua cô thấy qua cửa hàng con hả? Dạ. Dạ. Trái cái 950 được không cô? Dạ để con nhân thử tiền cho cô nha. Bé Tiên ơi nhân nhìn chị 1 cái 950. 332 à? 332 dạ. Dạ. Dạ 170 à? Đây con lụm chưa? Dạ. Bình thường ở đây cô có hay ăn sầu riêng không cô? Hả? Bình thường ở đây cô có hay ăn sầu riêng không? Không. Dạ. Cô cho con xin cái tiền lẻ với tại con hết trơn tiền thấu. Cô mua bên kia. Nó chủ cái này. Dạ. Ở chỗ hàng đó. Dạ, quay gần gần đó mấy nha. Bên con thì cô nó nhỏ này quay cận mặt cô. Sạch đó cô. À, không có xử lý thuốc là nó sẽ chín tự nhiên. Cho nên là cô ăn thì cứ an tâm về sức khỏe của mà. Con cảm ơn cô. Ở dưới Biên Hòa này có nhiều chỗ bán sầu riêng không hả cô? Có chứ. Nhiều hả cô? Dạ. Làm cách nhiều lắm. À, sầu riêng cảm ơn. Bên con là sầu riêng miền Tây, là Tiền Giang,
Bến Tre. Dạ, chuyên là tụi con hay cắt hai chỗ đó nhiều hơn. Con cảm ơn cô nha, trên đường đi về ghé mua hộ tụi con. Dạ, hôm nay tụi con bán ở đây có một ngày thôi. Dạ, nên là cũng duyên lắm cô ghé qua. Dạ, con cảm ơn cô nha, xin chào cô. Dạ. Xin chào chị. Dạ. Chị mua sầu riêng hả chị? Sầu riêng bên em á, trái là 170 ngàn một ký một trái. Còn nếu mà cơm khui ra sẵn á thì là 570 495 ngàn. 570 495. Được không? Cái này mới khui đây nè, chị ăn thử. Em khui em cắt ra nhỏ nhỏ cho mấy anh chị ăn thử á. Dạ. Thấy anh, em mời anh. Dạ. Hộ tống bà xã đi, không không nhầm nhớ xuất hiện. Dạ, ngon mà. Hộp gì là nhiêu nhiêu tiền cân thử? Dạ, nếu mà cơm á là 495, em có mấy cái hộp ở trong nè. Em mời chị coi. Em lấy hộp nhỏ cho. Không, có hộp nhỏ ở trong nè. Lấy hộp nhỏ thôi. Dạ. Hộp này ngon nè chị nè. 230. À, không, cái này ngon hơn á. Dạ. Cái này mà dẻo hơn. 196. Ờ, lấy cái này. Dạ, em lấy hộp này cho chị nha. Lấy hộp này cho chị. Biết chị cái bill. Mới bán cái đầu. Dạ, hôm nay tụi em bán có ngày đi à. Thật ra tụi em có cửa hàng ở trên Sài Gòn á. Còn hôm nay là tụi em xuống tụi em bán chiếc xe lưu động, mỗi ngày thì tụi em bán ở một thành phố. Dạ, đây là anh Khương vừa xếp em. Dạ. Đó thì đây anh tới rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Chị thử giùm em coi cái này nó có mới làm mở này đây. Dạ chào anh. Dạ. Dạ anh có bà với cô sáng giờ cũng đợi anh với chú. Dạ. Dạ. Anh cũng mới đi xa mới đóng phim xuống cô chú anh chị đi cả ngày. Tới mẹ ơi. Thành ra anh mới tới. Dạ. Được chưa? Dạ, anh đi thẳng vô trong cái nhà vệ sinh ở trong. Giờ cũng 2 giờ rồi. 2 3 giờ rồi. Ai vậy? Mẹ. Dạ. Mẹ gọi, có chuyện mẹ. Con chào mẹ. Dạ. Dạ tối nay con xuống dưới qua chơi nha. Dạ. Dạ tết cho xuống được không? Dạ tết mà tết con với bạn với phim xuống chơi nha. Dạ con đây với Trang đây. Dạ. Ôi nhà cựu nguyên sửa ngạo bự bự luôn. Mày gì mà không thấy đường trong mặt luôn. Ba tết bác nãy giờ nè mẹ. Tụi em ơi, chuyên vào dâu cua anh em. Đây, đây là fan của anh đây nè. Bao nhiêu năm chơi đây rồi. Đây, anh dữ dằn lắm, tụi em chở lên. Dạ, đây em để bên này cho. Hồi sáng cũng có cô với chị gửi quà cho trà sữa với Thái Vĩnh. Dạ. Dạ, anh đặt đi rửa xe rồi. Anh lên mít đây nè. Dạ. Ủa cùng dây sáng ở đây đừng ta. Không, em đang quay kênh em á. Giờ mới quay nè, à, Phương đang nói chuyện với mẹ. Dạ, mẹ Phương gọi. Dạ, sáng giờ bán được, sáng giờ bán cũng được 100-200 kg anh. Hôm qua thì bán được 500 kg. Để quá, đi ghé quay mà. Ghé quay mà mấy bạn ấy lâu quá. Sáng đi đóng phim bên mà nhận Tết anh. À. Gửi xe là xa lắm hả? Để bên này là bên ngã tư nè. Xong rồi. Hai anh em phụ mình luôn hả? Dạ, hôm nay có hai anh cắt là phụ. Chào ba cô chú anh chị à. Chạy như dịch. Bữa nay có rất là nhiều lịch mà phải hủy bớt rồi. Ưu tiên cho sầu riêng để hơn hai bữa nữa đi. Không có bán được là không có đi. Bơi phai là gì ta? Dạ số điện thoại 1800. Wi-Fi á. Dạ em đọc nè. Em đang mà password anh á. Cho Lâm, cho Lâm em 1800 2345 39. Thành nha. Dạ chụp hình đi. Cố bả có thật mà bắt chở đi lên Sài Gòn chụp hình mà không có chở nữa. Không có thời gian quay cảm ơn. Dạ 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 dạ
bao nhiêu năm trời á? Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Bà ngồi đi bà. Bán sầu riêng cho bà. Mua về hai trái về cho bà. Dạ, dạ. Ăn thử rồi. Em có mời hộp ăn thử rồi. Chú này cũng đợi cho anh đợi sáng. Dạ cô chú anh chị. Dạ. Dạ được, dạ được. Dạ. À, thông báo cho cô chú anh. Dạ, để con đi like cái này. Dạ chào tạm biệt ạ. À.